chính là thảo dược quý này là gì? À, cái này là cái dạng gì đây? Dầu gội sạch gầu 50g 48ml ha. Rồi đó, công tình mà nãy giờ đứng chờ đợi tải cái app cho mình được phần quà như thế ha, đựng trong một cái bóp khá là xinh. Đây, kết thúc phần nhận quà ở đây.